Em xin chào tất cả các bác. Hôm nay thì em mới về một lô. Đây là cái hàng Wintech, là một cái dàn, gần như là một cái dàn mini. Nó có rất là nhiều chức năng. Đầu tiên trên thùng nó có ghi này, em sẽ đọc lại luôn chi tiết luôn. Mã của nó là KRP380MS của hàng Wintech. Hàng này là hàng nội địa ở Nhật Bản. Thì Wintech này, tuy nhiên nhà máy của họ vẫn để ở Trung Quốc thôi, để tránh cái gì về chi phí công nhân công các thứ thì họ đặt ở Trung Quốc. Cái đấy thì chúng ta cũng đều biết. Và các chức năng của nó thì đây thì nội thị trường nội địa nên là các hiển thị bằng cái tiếng Nhật. Có USB này, có CD, có USB, có thẻ nhớ SD, có cái băng cassette, có đĩa than, quay luôn được đĩa than. Giờ đây các bác xem hình nó dễ. Đây hình nó đây. Em cũng có đăng một cái video test nhỏ trên cái Facebook của em, thì các bác vào Facebook của em để theo dõi thêm nhé. Thì nó có CD, vừa đọc được đĩa CD, vừa đọc vừa ghi âm được đĩa CD luôn. Đấy, rất là tuyệt vời. Có AM, FM này, có băng cassette này, có đĩa than này, có USB này, có thẻ nhớ SD này, và có cái đầu vào cắm bằng dây line in để vào bằng điện thoại thì cũng nghe được luôn. Trên cái này thì này em về hai thùng to này, trong này nó có 4 cái và một cái thùng nữa, thì tất cả là em có 6 cái thì cho tất cả các anh ở Việt Nam đặt thôi, chứ không phải em vẫn mua về để buôn. Thì các anh đặt thì em lấy về để chuyển về Việt Nam, và ngày kia thì có xe hàng về thì các anh sẽ đến lấy. Vẫn còn nguyên siêu nhá, vẫn còn nguyên đai từ nhà sản xuất gửi về cho em này. Chưa thì bóc, nhưng mà nay em sẽ bóc một con để ra cùng review cho tất cả các bác xem là trong cái thùng của con này thì nó có những cái gì. Đầu tiên thì em sẽ quay lại và để cho các bác nhìn rõ hơn. Thì đầu tiên khi mở cái hộp nó ra thì sẽ có một cái hộp nhỏ như thế này. Trong này sẽ đựng cái cục sạc và dây sạc của nó. Đây, rất đơn giản. Thứ hai là cái bộ hướng dẫn sử dụng. Đây thì có ghi cái đơn vị bán hàng là công ty ở dưới Tokyo. Đấy. Và trên này thì có ghi đây là cái antenna, cái anten và cái remote, cái điều khiển của nó, cách hướng dẫn, các thứ đầy đủ hết. Thì hàng nguyên siêu nên là nó có tất cả. Để em sẽ khui cái thùng của nó ra. Cái khui thùng mở hộp ngày xưa đi làm ở công ty Canon, đóng hộp vào và khi mở hộp ra thì cũng phải dựng theo các phương án đấy. Và thì giờ sẽ gỡ cái surprise và led ra. Nhớ cái này mới nhớ ngày xưa làm Canon đóng hàng ngoài in nó cũng như thế này các bác. Thì cái hộp và cái hàng của nó đây sẽ đã được dán ni lông lại. Em sẽ khui con này ra trước. Con này thì em sẽ gửi cho bạn em nên là có thể châm trước được để khui. Chứ còn gửi cho các khách không quen thì em sẽ không khui của khách không quen. Rồi. Thì đây là cái sản phẩm của chúng ta. Rất là đẹp. Bằng gỗ. Gỗ này thì cũng gỗ ép thôi chứ không thể nào là gỗ được rồi. Rất là đẹp, các bác có thể thấy. Đây, rất là đẹp. Rất là long lanh. Hai bên thì có loa, đằng sau thì có dây mát và hai cái dây line out để cắm vào loa thùng để nghe được. Và dây một bên thì có cái chân sạc để dắt sạc vào. Cũng như là các đây là có AM. Đấy, cái anten của AM của radio, cắm cái anten kia vào đây thì sẽ bắt được AM FM đây nữa. Cái này và cái cục anten lúc nãy em vừa mới mở ra có đấy. Rồi chúng ta sẽ cùng mở nó lên xem là nó như thế nào. Và đây, đầu tiên các bác có thể thấy được đây là một cái cần đọc đĩa than. Nó vẫn đang còn buộc dây ở đây. Bọc cái đầu kim lại vì kim của đĩa than thì nó rất là dễ bị hỏng. Đây, cái đầu nó quay. Đấy. Đây là nắp thì bằng nhựa. Rất là nhẹ nhàng. Cái này trọng lượng của nó rất là nhẹ, nó có 3,2 kg. Cả hộp xốp và thử vào thì nó tầm cứ cho 4 cân thì gửi tất cả về Việt Nam. Thì
thì cái tiền gửi ở 4 cân nó mất 800 nghìn rồi, và cái tiền này chuyển từ đây xuống dưới kia thì mất hơn 200 nghìn nữa, thì riêng cái tiền vận chuyển đã mất 1 triệu rồi nha bác. Đấy thì không phải là cái tiền hàng của nó thì chỉ có 3 triệu thôi. Đây là các cái mặt trước, đây là mặt trước của nó có chữ Wintech logo đây. Đây bên này có đèn nguồn, cái này có nút tăng chỉnh âm lượng và bật nguồn. Và bên này thì có tần số radio. Đây thì có đĩa công tắc CD ra. Đây có một khe cắm thẻ nhớ, một cái cắm USB. Ở đây là cái dây line in cắm vào 3.5 cắm vào. Đấy, thì trên này là FM AM CD USB để người dùng các chức năng thì có ấn vào đây, ví dụ dùng CD thì ấn vào đây để nghe CD. Dùng USB thì nó sẽ hiện ra trên này. Và bên này là cassette. Các nút công tắc rất là dễ bấm. Đấy, thì nhưng cái này thì nó cũng mở ra rất là chậm chậm như kiểu cái đài cassette của mình thôi. Sẽ không nhanh như một số cái bấm phát bật cái tách. Cái này nó hơi chậm chậm, không rất là an toàn. Chỗ này thì có rất nhiều ốc vít vắt của nhà sản xuất, 4 chân có cao su đế. Giờ em sẽ cắm nguồn vào và sẽ thử cùng xem thử xem là cái chất lượng âm thanh của nó như thế nào. Rồi là cái dây nguồn, cái chân nguồn nó sau nha bác, em sẽ cắm vào. Rồi. Đấy, khi mà cắm vào thì nó sẽ hiện lên là xanh ở cái màn hình. Và đây hiện tại nó đang ở cái tình trạng ở cái chế độ CD và không có đĩa. Em sẽ ấn đĩa CD cho nó sẽ bật ra. Đấy, rất là tuyệt vời. Nhẹ nhàng. Đấy, ngon lành. Thì em sẽ bật cái công tắc của nó lên đây, tắt tắt bật thì sẽ dùng ở đây. Nghe tách thì nó sẽ tắt. Đấy. Bật lên nó như thế này, CD này. Đấy, đây xoay hiện chế độ các chế độ khác nhau. Đấy. No disc CD rồi. Thì em sẽ cắm một cái line in vào đấy. Bật cái điện thoại vào em sẽ nghe thử cái âm thanh để các bác xem. Đây thì em đã cắm cái dây line in của cái đầu 3.5 vào và em sẽ kết nối với cái điện thoại của em. Và em sẽ chuyển nó sang cái chế độ nghe bằng jack. Và nghe bao nhá, ở đây thì nó có cái record độ và cái ngoại bộ nhập lực cái này, nó ghi vào tiếng Hán này, ngoại bộ nhập lực thì các bác ấn vào cái phần này thì đây là cái âm lượng tận dụng mấy nút này luôn, nghe đang nghe bằng nhạc vàng ấy. Đấy, âm thanh cũng rất là to đấy. Ở trên này là cái này thì các bác có thể là để ở phòng khách cũng rất là đẹp, hoặc là trong cái phòng riêng có thể để nghe được cả cả đĩa than cả cái phần này nhạc. Nếu các bác muốn biến nó thành một cái USB, một cái dàn Bluetooth nữa thì cũng rất là đơn giản. Các bác mua thêm cho em một cái loa cái USB khoảng tầm 30 nghìn ở trên 350 nghìn ở trên Lazada hoặc là trên các trang của Việt Nam mình, trang shop online, các bác có thể mua được một cái USB để biến cái cụm này thành một cái loa USB. Các bác cắm vào đây và khi các bác ấn có điện một phát thì nó sẽ nháy chuyển sang cái phần này USB. Các bạn ấn nút USB đây thì nó sẽ nháy ở đây và các bác có thể kết nối USB với cái điện thoại một cách rất là đơn giản, dễ dàng. Đấy, đấy là một cái mẹo để có thể biến một cái loa thường thành một cái loa USB mà cũng rất nhiều người biết, nhưng tuy nhiên bên cạnh đấy cũng rất nhiều nhiều người không để ý. Thì nhân tiện em cũng chia sẻ một cái mẹo nhỏ nhỏ cho các bác xem cùng biến cái một loa thường thành loa USB một cách đơn giản. Đấy, nhiều bạn chơi biết về cái việc biến cái loa thường thành loa USB thì các bác đấy có mua cái loa của em bên này về, các bác bảo là không cần phải USB, về nhà biến cái loa thường thành USB cách đơn giản. Đấy, thì cũng rất là khen ngợi việc tinh ý của tất cả các bạn đấy. Đấy, loa cũng rất là hay đúng không ạ? Nó có hai loa hai bên. Đấy. Đây là nó gỗ màu rất đẹp. Nhưng cái này thì về cái phần ngoại quan thì em đánh giá nó rất là tuyệt, gỗ màu rất là sang, đa chức năng, nút phím bóng bánh rất là đẹp để mà trưng bày ở phòng khách thì tuyệt vời. Còn nếu mà khi mà mình không dùng đến thì để ngoài phòng khách làm cái trưng bày cho cái trong nhà mình ấy, thì sẽ rất là tuyệt, rất là đẹp, rất là sang. Còn ở trong phòng riêng thì có rất nhiều chức năng, có thể đáp ứng được các chức năng của mình cũng rất là tuyệt vời. Đấy thì về cái điều khiển của nó em sẽ sử dụng thử cho các bác xem luôn. Em sẽ bóc cái điều khiển ra.
điều khiển của nó thì vẫn đang còn nguyên siêu nên là vẫn còn cái siêu ở đây này. Chặt thế. Rồi em vừa mặc ra đây thì là cái phần điều khiển nó, thì đây là cái nút này là nút tắt âm. Đây em nút ấn tiêu âm này thì tiếng nó sẽ tắt đi các bạn nhé. Đây có chữ tiêu và chữ âm nhé. Đấy, chẳng hạn nó sẽ là tiêu và âm. Tiêu âm là tiêu âm luôn, tắt âm luôn. Đây, đây chữ lục và chữ âm. Chữ lục này trong từ đăng lục trích lục khai sinh. Để bật âm sẽ đây, bật nguồn luôn. Đấy thì các chức năng của nó thì cũng rất là đơn giản thôi. Âm lượng tăng lên các thứ này. Đấy, giảm đi này. Còn đây là next bài này. Còn đây là tắt tạm dừng các thứ thôi. Cũng rất là chức năng đơn giản thôi mà gọn nhẹ thôi, rất là tuyệt vời. Em đánh giá con này khá ok, với mức giá bỏ ra là 3 triệu đồng thì được một cái dàn tổng hợp như thế này, và mình có thể chế biến thành một cái loa Bluetooth nữa thì rất là tuyệt vời. Giá rất là đẹp và cái chức năng cũng rất là ok. Không nó vì là nó là một cái sản phẩm ở mức giá tầm thấp nên là nó mình không thể đòi hỏi được nó như là một cái bộ loa hoàn thiện với giá cao. Tuy nhiên thì với cái bề ngoài đẹp như thế này thì em nghĩ với mức giá 3 triệu đồng bỏ ra để mua một con này thì cũng rất là tuyệt vời, hết sức hợp lý. Thì em sẽ để cái link ở dưới cho các bạn xem, là một em sẽ để luôn trên màn hình này, là một bạn cũng order cái đôi này, bộ này từ bên Nhật về nhưng với giá là 6,5 triệu, về đến Việt Nam là 6,5 triệu, thì đồng nghĩa việc là nó sẽ gần cao gấp đôi với cái việc mà em nhận order cho các bác về Việt Nam là 4,5 triệu. Đấy, tiết kiệm được 2 triệu đồng. Nếu bạn nào có hứng thú với một con sản phẩm như thế này thì hãy liên hệ với Facebook của em ở dưới, hoặc là nhắn tin cho em qua comment trên YouTube, hoặc là nhắn tin cho em qua Facebook. Đấy thì em sẽ nhận order và gửi hàng về cho các bác 100% là hàng mới, chưa bóc siêu luôn, cho các bác về bóc. Em con này là cho bạn em nên em đã xin phép để em bóc thử. Đấy, em xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video của em và rất mong là được ủng hộ và sự quan tâm của tất cả các bác. Em xin chào và hẹn gặp lại.